Đây, cầm nốt cái chỗ lẻ này. Thế là đủ. Mẹ. Ăn đi. Nó khều khều, nhìn mất cả ngon. Trông mày suy nhược lắm rồi đấy. Này, thôi. Mày ăn thêm đi. Không. Ăn cho hai người, mày cũng phải ăn nhiều vào đấy. Trời ơi, mày không phải lo. Ở nhà, mẹ chồng tao 2 tiếng nhồi tao ăn một lần. Mày cứ kêu ca chứ. Tao thấy mẹ chồng mày như thế là tốt đấy. Thì có ai bảo là không tốt đâu. Thế nhưng mà bất đồng quan điểm, ở với nhau mệt lắm. Lúc mà tao thèm ăn món này món kia thì cấm không cho tao ăn. Các người cứ bắt tao ăn những cái món mà tao không thích. Mệt thiết cả người. Giá mà mẹ chồng tao cũng được như mẹ chồng mày nhở. Đằng này từ hồi lấy chồng, tao lại cảm thấy yêu cơ quan hơn. Lúc nào tao cũng có mặt ở đó đầy đủ đúng giờ. Chưa nghĩ đến cái việc cuối tuần phải ở nhà, tao thấy áp lực, mệt mỏi lắm Trang ạ. Thôi nghĩ ít thôi. Mày nghĩ nhiều ấy, rồi lại trầm cảm ra đấy, khổ mày ra. Mà tao bảo mày nhá, bây giờ mày cứ nói với bà mẹ chồng mày là mày bận việc ở cơ quan, phải về muộn. Xong rồi thời gian đấy mày rủ bạn bè đi ăn đi chơi, như thế có phải thoải mái hơn không? Bạn bè ở độ tuổi của mình lấy chồng hết rồi còn gì. Mày nghĩ rủ đi chơi giờ đó mà dễ à? Nhiều khi tao cũng muốn sang chơi với mày, nhưng ngại mẹ chồng mày ở nhà. Mày bị hâm à? Bất kể khi nào mà mày muốn, mày cứ sang với tao. Tao với mày ra ngoài chơi. Tao đi đâu là việc của tao, bà ấy chả can thiệp được. Vậy lại, mẹ chồng tao không quản thúc như mẹ chồng mày đâu. Ước gì mình được quay trở lại hồi xưa Trang nhờ. Tao với mày ở chung với nhau, cười nói suốt ngày, chẳng phải lo nghĩ gì. Mơ à? Bao giờ cho đến ngày xưa? Đến tuổi thì lại phải lấy chồng thôi. Với lại á, tao với mày mà ở vậy quá bằng là hai con mụ già ngồi canh miếu. Ôi ăn đi, tươi tỉnh lên. Mẹ! Úi dồi, về rồi đấy à con? Vâng ạ. Con sung sướng quá. Cuối cùng thì cũng kết thúc cái chuyến thực tập này rồi mẹ ạ. Ui, hôm nay mẹ nấu nhiều món đấy. Chính ra con rất là lộc đường ăn uống nhá. Lần nào con về cũng được ăn bao nhiêu là món ngon. Để đợi mọi người đã chứ con. Chị Trang đâu rồi mẹ? Bảo đi với bạn ấy đã thấy về đâu. Con gọi luôn cho chị đi. Chị là hay rồi đấy. Suốt ngày đi, chẳng bao giờ ở nhà giúp mẹ cả. Thì chị con nó đang chửa, nó cũng mệt mà. À, gọi luôn cho anh Tùng nữa. Mẹ con bảo này, chị Trang nhà mình sướng nhở. Lấy được chồng chiều, thế xong rồi bây giờ lại được cả mẹ chồng chiều nữa. Đúng là chẳng ai sướng bằng. Thì con cứ lấy chồng đi, rồi cũng sẽ được như thế. Chẳng nghe máy. Chào mẹ ạ. Đây rồi. Về rồi đấy à con. Rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị ăn cho nó nóng. Thảo về muộn thế em? Vâng ạ. Mà sao hôm nay mẹ làm nhiều đồ ăn thế ạ? Chả mấy khi nhà mình có đông đủ người thế này. Với lại ngày mai Tùng đi ra công trường một tuần, cho nên mẹ nấu nhiều một tí. À, con ăn gà hầm nhá, để mẹ đi lấy cho. Thôi mẹ ơi, con không ăn đâu, con vừa ăn với bạn rồi ạ. Thế à? Chị có ăn với bạn thì cũng phải nói cho mẹ một câu chứ. Một mình mẹ ở nhà hùng hục nấu, xong rồi bây giờ về nói không ăn là không ăn ạ. Không ăn hôm nay thì mai ăn cũng được mà. Với lại mẹ nấu một đống đồ ăn thế này là để phục vụ cả em, cả anh Tùng nữa, chứ không phải một mình chị. Chị nói thế mà nghe được à? Chị nói gì sai à? Sai rành rành nữa còn gì thôi nữa. Thôi hai chị em, không ăn món này thì ăn món khác cũng được, miễn là đúng giờ và đủ chất là được rồi. Đủ chất cái gì? Mẹ cứ để cho con nói. Chị thử nghĩ lại xem chị có nói sai hay không. Mẹ em đây với khắc khoái gì ở đi làm giúp việc ở nhà chị. Thôi, nếu mà mẹ nghĩ như thế, mẹ có thể về quê mà. Hả? Ok. Mẹ, mẹ vào sắp đồ đi, con đưa mẹ về. Thôi, chị con nói thế thôi, nhưng mà không có ý như thế đâu. Không có ý gì nữa, ý chị rõ ràng như thế còn gì. Mẹ!
Mà mẹ mày có quý cháu ấy thì khi nào chị sinh rồi lên chăm sóc cũng được. Được thế thì tốt quá. Cứ khuyên mẹ em như thế cho chị. Chả biết bận công to việc lớn gì mà đến giờ này vẫn chưa vác xác về đấy. Chắc là sắp đến ngày ra mắt tạp chí mới nên vợ con hơi bận ạ. Ui giời ơi, bận việc hay là bận túm năm tụm ba buôn dưa lê với bạn bè, rồi bận đi ăn đi chơi. Mẹ nói cho con nghe nhá, con cứ đưa tiền cho nó lắm vào, rồi suốt ngày nó mua mua sắm sắm ấy, cơm no ấm cật chưa biết chừng á, lại còn trai gái cũng nên ý. Cho nên ý, số tiền ấy mẹ giữ cho con là đúng nhất. Kìa mẹ, mẹ trả tiền cho con đi. Nhỡ đâu sếp mà rủ con đi ăn nhậu thì con biết làm sao à? Thì con cứ từ chối không đi được. Ôi dào, thiếu gì lý do. Con cứ bảo là con bận này, rồi con mệt này. À, nếu không thì cứ bảo rằng à, mẹ em đang mệt, em phải ở nhà để chăm mẹ. Ôi dồi ôi con ơi, nói thật mới khó chứ, nói dối thì có khó gì. Ôi trời ơi, con chẳng thấy ai quá đáng như mẹ đâu đó. Con ơi, con phải biết thương mẹ chứ. Mỗi tháng con đưa cho mẹ được bao nhiêu tiền nào? Con cứ thử ở nhà thuê rồi tự đi chợ nấu nướng xem cái số tiền còn con đưa cho mẹ có đủ không. Mà mẹ nói cho con nghe nhá, ngay đến thuốc đánh răng ấy hai đứa cũng không phải mua đâu. Mẹ buồn cười thật đấy, con là con trai của mẹ mà mẹ tính toán chi li từng đồng từng hào một. Này, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ cãi mẹ câu nào đâu đấy. Chắc là nó xúi bẩy anh phải không? Con có phải là trẻ con đâu. Mẹ biết ngay mà, hôm trước chắc là nó biết mẹ nói xấu nó cho nên nó để bụng. Nó tỉ tê xúi bẩy anh chứ gì. Cái vụ tiền nong này nó lại cấm anh không đưa cho mẹ nữa phải không? Mẹ nói hay thật đấy. Mẹ làm đừng gì... có đổ tiếng oan cho con như thế. Con không xúi bẩy gì con trai của mẹ đâu. Mẹ làm ơn cho con được bình yên đi ạ. Đâu mà mọc ra lù lù một đống thế. Này, con giỏi thật đấy. Con về đến nhà chả chào hỏi ai lấy một câu, đứng sừng sững ra nghe lén chuyện của người khác rồi còn nói hỗn với mẹ. Chị một vừa hai phải thôi nghe chưa? Thôi mà mẹ. Mẹ vừa nói gì với em à? Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Sao em không nói? Có thế nào thì anh cũng nghe thấy hết rồi còn gì. Việc gì phải hỏi lại em? Là anh hỏi những lúc mà anh không ở nhà. Có chắc là anh muốn nghe không? Anh đang hỏi em, tại sao em lại hỏi vặn lại anh? Bởi vì những lời mẹ anh nói rất vô văn hóa và em không muốn nhắc lại. Thế thôi. Có thế nào ấy thì gọi điện báo cho anh. Đằng này cứ giữ trong lòng rồi lại ấm ức. Báo cho anh thì được cái tích sự gì? Hay là anh lại nói với em là mẹ già rồi, thôi em thông cảm cho mẹ đi. Anh biết là em chịu rất nhiều ấm ức. Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Mẹ già rồi, nói nhiều một tí, thế nhưng mà thực tâm ấy, rất là thương mình. Đấy, anh thấy em có nói sai không? Biết ngay là anh sẽ nói như thế mà. Thế chẳng lẽ em không được đi ăn với bạn à? Anh nói là anh cấm em bao giờ? Anh chỉ nhắc em là nếu như em có đi đâu thì em báo mẹ một câu, để mẹ đỡ mất công chuẩn bị đồ ăn thôi. Nhưng vấn đề là em chưa bao giờ yêu cầu mẹ phải phục vụ hay chăm sóc em cái gì cả. Mẹ về hay ở là việc của mẹ chứ. Anh không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Mẹ ở đây là hợp lý rồi. Anh hỏi em, nếu trong suốt thời gian qua em bị nghén, bị động thai, không có mẹ ở đây, anh xoay sở thế nào? Thì đã bao giờ em phủ nhận những việc mẹ làm đâu. Nhưng vấn đề là hôm nay con Thảo nói với em như thế là không được. Em chưa bao giờ yêu cầu mẹ phải làm cái gì cho em cả. Mà em nói cho anh biết nhá,
ở đây chả ai bắt ai phải làm gì được. Nếu như em đã nói như thế thì anh chẳng còn gì để nói với em cả. Tùy. Mẹ. Tôi cảm thấy mình gần như sắp nổi điên. Ngày nào khi bước về nhà cũng cảm thấy dường như có một hòn đá nặng hàng ngàn tấn đang đè lên tim. Ánh mắt sắc bén và đáng sợ của bà ấy dường như lúc nào cũng nhìn chòng chọc vào tôi. Cái bóng màu trắng như một linh hồn ấy vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chỉ khi đi ra khỏi nhà, trái tim tôi mới tràn đầy sức sống và hạnh phúc. Trời ơi, lúc nào mới thoát ra khỏi cái lồng này để có bầu trời của riêng mình đây? Thành, tên lừa đảo. Em biết gì đấy? Đưa anh xem nào. Cho anh xem thì còn gì là bí mật nữa. Em thì nhiều bí mật lắm. Anh thì không có bí mật chắc. Thì anh cũng... Mà em hỏi anh nhá. Giả dụ anh có bí mật, giữ trong lòng thì khó chịu, nhưng mà anh không muốn nói với người khác, khi ấy anh sẽ làm thế nào? Bí mật á? Ừ. Đã là bí mật ý, thì tốt nhất không kể với ai hết, cất ở đây này. Đấy, thấy chưa? Chứng tỏ là anh cũng có những bí mật mà anh muốn cất giấu. Thế thì anh còn nói gì em nữa? Đây là anh đùa. Em hỏi gấp quá cho nên anh trả lời đại vậy thôi. Thôi đi. Tóm lại là trong cuộc sống này, nếu như con người ta mà không có những bí mật riêng của mình ấy, thì chắc là cuộc sống của người đấy cũng chưa hoàn hảo. Bác lại lên à, chắc lần này cũng lâu lâu đấy. Lại giận dỗi gì con dâu rồi? Không không ở dưới quê tôi có việc, tôi về tôi lo xong rồi tôi lại lên ngay ấy mà. Các bà lại lên nhá. Vâng. Thế chào các bà nhá. Này, thế bà đi bà nhớ viết thư gửi ảnh cho chị em chúng tôi bà nhá. Vâng vâng, nhất định rồi, chào bà, các bà ơi, về mấy hôm lên nhá. Lại giận dỗi gì con dâu đấy? Tôi đã nói rồi. Này, có một tin mừng, tao được tự do rồi. Đang khó chịu thì được xả stress, sướng quá. Chuẩn bị đi khám đây, đi cùng nhá. Chờ tao tí, ông Tùng gọi nhá. Em đây. Anh đừng có mắng em. Mẹ về không phải lỗi của em. Lúc em chưa ngủ dậy thì mẹ đã về rồi mà. Thôi được rồi, anh về nhà để cho mẹ yên tâm thì được. Nhưng mà anh không cần phải thuyết phục mẹ lên đây đâu. Em tự lo được. Cảm ơn. Cảm ơn nhé. Ui, đau lưng thế chứ. Này. Tối nay sang nhà tao, tao với mày đi ăn lẩu. Ăn cái gì để ngon ngon đi. Anh Tùng đâu? Tách về quê rồi. Phải về xin lỗi mẹ chứ. Tối nay tao được free. Tao cũng thấy áy náy ý. Nhưng mà đáng lẽ ra tao cũng chẳng nói như thế đâu nếu như con Thảo nó không chọc vào.
Nhưng mà thôi, thế cũng tốt. Bà ấy mà ở lại lại va chạm xích mích, rồi sứt mẻ tình cảm không hàn gắn được. Thật ra ấy, bà mà về mày sẽ vất vả đấy. Nhưng mà được cái là tự do, thích ăn gì ăn nấy, thích ngủ lúc nào thì ngủ, chẳng sợ ai ý kiến ý cò gì hết. Tao chỉ cần được tự do thôi. Mà bây giờ mày không cần phải buổi sáng nào cũng cắm đầu đến cơ quan xong để ngủ nữa. Mày cứ sang nhà tao, ngủ đến chiều rồi về. Hầm à? Có anh Tùng ở nhà ngại chết, anh ấy phải không có nhà cơ. Ông ấy đi suốt, mày biết rồi còn gì nữa. Mà có về thì cũng về muộn. Hay là tối nay sang ngủ với tao một hôm. Lấy lại tình cảm ngày xưa. Nhớ quá. Còn Hầm này, ông Thanh ấy thì dễ xử, chứ bố mẹ chồng tao khó lắm. Úi giời ơi, cái con này, mày ở với tao bao nhiêu năm rồi mày không khôn ra được tí nào à? Như nào? Bảo sao á, bà không đối phó được với mẹ chồng. Quên đi chị ơi, mẹ chồng nhà này khó tính lắm. Chị mà gặp á, tắt điện. Bây giờ nhá, mày cứ nói với bà ấy là cơ quan cử mày đi công tác 5 hôm. Rồi mày về nhà dọn dẹp quần áo, xách vali lên và đi thôi. Thế không lẽ bà ấy đến tận cơ quan mày hỏi là con dâu tôi có đi công tác không ạ? Ừ nhở? Sao mày không nghĩ ra nhở? Đấy, hôm nay đến nhà tao đi. Bà bầu này sẽ phục vụ mày từ A đến Z. Ừ. Nghĩ đến mấy món ăn mày nấu ngày xưa ấy, thèm quá. Chị chốt nhá. Chốt luôn, hôm nay về sớm phục vụ mẹ chồng đi. Xong rồi thông báo. Thôi, chốt. Chốt. Dạ, con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ ăn cơm chưa ạ? No rồi. Chúng tôi no quá rồi. Còn nuốt làm sao nổi nữa. Sao bố mẹ lại đọc trộm nhật ký của con? Bố không ngờ một người có học thức như con lại viết ra những câu đầy oán hận như thế. Bố thực sự thất vọng về con. Anh nói gì đi chứ? Nói cái gì mà nói? Những điều ngu xuẩn như thế em cũng viết ra được à? Chị đừng hy vọng thằng Thanh nó đứng về phía chị. Nó bênh vực chị Vân ạ. Vâng. Là do con viết đấy à? Nhưng cũng chỉ vì con quá uất hận. Con sắp ngạt thở đến nơi rồi. Nhật ký là quyền riêng tư của con. Tại sao mọi người lại xâm phạm vào? Quyền của chị là được phép nguyền rủa chồng, nguyền rủa gia đình nhà chồng phải không? Con viết ra đây chỉ là để giải tỏa thôi. Còn nếu mẹ nói đây là những lời nguyền rủa thì mẹ ngộ nhận rồi. Những lời con viết trong này so với những gì mà mẹ nói với bác Nga về con ấy, thì nó còn nhẹ chán đấy ạ. Vậy thì những điều tôi nói về chị với bà Nga là đúng hay là sai? Đúng hay sai? Vậy thì con viết những lời này là còn quá nhẹ đấy ạ. Chị giỏi lắm. Chị giỏi lắm. Chị Mẹ kìa. Mình Mình ơi bình tĩnh mẹ ơi. Nếu bố mẹ ghét con như vậy, tại sao bố mẹ không cho bọn con ra ở riêng? Im mồm đi. Đưa mẹ lên phòng con.
chẳng thể nào mà hiểu được. Nhà thì toàn người lớn mà đi đọc trộm nhật ký của người khác chứ. Thì tao đã nói với mày rồi, bỏ cái trò viết nhật ký đấy đi, thì không nghe cơ. Có bức xúc cái gì, giận gì, tức cái gì thì nói hết cho tao đây này. Tao là cái thùng rác, tao đựng hết được chưa? Mà rõ ràng tao khoáng ăn kéo cẩn thận lắm rồi đấy chứ. Bây giờ người ta đã vào được phòng mày thì chả có lý do gì mà người ta không mở được ngăn kéo bàn làm việc của mày ra. Mà cái bàn đấy có phải là mày mua không? Có phải một mình mày giữ được chìa khóa của cái ngăn kéo hay không? Đúng là trong cái nhà đấy tao chẳng có một tí không gian riêng tư nào cả. Ngay từ đầu đã biết là như thế rồi, thắc mắc cái gì nữa? Thế bây giờ mày định giải quyết thế nào đây? Thì chắc là ly hôn, chứ không biết làm nào nữa. Cái gì? Thôi tao xin. Chúng mày dính nhau như sàm ý. Động có tí chuyện lục đục là y rằng nghĩ đến chuyện chia tay. Mà cả bố mẹ chồng mày nữa ấy, già rồi, cãi nhau có một tí thôi mà cũng đua đòi viết đơn ly dị. Tao chả hiểu. Tìm cách nào mới mẻ hơn đi. Thế theo mày bây giờ phải làm như thế nào? Nhà đấy chắc chắn là sẽ không bao giờ nhìn mặt tao nữa. Cũng căng đấy. Theo suy đoán của tao ấy, thì ông Thanh sẽ đi tìm kiếm mày. Thế nhưng mà không phải là để xin lỗi mày đâu, mà lại càng không phải là để năn nỉ mày về nhà, mà là ông ấy tìm mày, túm cổ mày về, bắt mày phải xin lỗi bố mẹ của ông ấy. Đấy, mọi chuyện xảy ra như thế, mày giải quyết thế nào? Không bao giờ có chuyện đấy. Kể cả trong giấc mơ tao cũng không nghĩ đến. Rồi, nhân bảo như thần bảo. Em đây anh Thanh. Dạ vâng. Cái Vân nó đang khóc như mưa như gió ở nhà em đây này. Anh đến mà đón nó về. Dạ. Ờ vâng, nhưng mà tập máy rồi. Nghe giọng có vẻ là vẫn còn đang giận mày lắm. Điên à? Tao không giận thì thôi, tự nhiên lại đi giận tao. Mà đấy, mày thấy chưa? Chồng tao đấy. Chắc bây giờ trong mắt của anh ta, tao cũng chẳng có một tí trọng lượng nào cả. Thôi, ít ra thì cũng được một cuộc gọi tìm kiếm, như thế là vẫn còn quan tâm rồi. Ôi, khóc lóc cái gì nữa. Thôi dậy dậy, dậy, đi vào trong kia tắm đi. Tắm cho thoải mái, nhanh nhanh. Nhanh, đi vào tắm đi, tao lấy quần áo cho mà thay. Điên. Con đã gọi điện cho Vân chưa? Con gọi rồi ạ. Cô ấy đang ở nhà bạn. Ngẫm cho cùng thì nhà mình cũng có lỗi. Mẹ con thì khó tính quá, cứ bắt bẻ cái Vân. Nhưng mà thôi, mình phận làm con, con nói với cái Vân xin lỗi mẹ một câu, bố chắc là mẹ sẽ cho qua thôi mà. Mẹ mà nghĩ được thế thì tốt quá. Bố cũng đã nói chuyện với mẹ rất nhiều lần, hy vọng là sau lần này mọi việc sẽ khác. Nhưng con này, con nói với cái Vân, đã về nhà chồng thì phải theo nếp của nhà chồng, không phải như thời con gái nữa đâu. Nhé.
Trời ơi! Ông kia! Đi đường kiểu gì đấy hả? Muốn chết à? Đi kiểu gì đấy? Tôi xin lỗi. Tự nhiên tôi lại chóng mặt quá. Có sao không? Không. Cảm ơn. Anh Thanh, anh uống nước đi ạ. Anh xin. Ôi, khổ thân anh. Bây giờ đi ngoài đường chả biết thế nào. Toàn tay bay vạ gió thôi. Thì lỗi tại mình. Mình phải chịu thôi mà em. Thôi anh ở lại nói chuyện với Vân nhá. Em chạy ra chợ một chút. Anh cảm ơn. Từ đầu em đã biết chuyện rồi, sao vẫn để anh tiếp cận em? Em cũng muốn anh tiếp cận đâu, em đuổi mà. Nhưng mà anh không chịu đi. Nếu em thật sự muốn đuổi, thì anh làm gì có cơ hội. Mình nói chuyện với nhau được không em? Nói gì? Tưởng là không còn gì để nói với nhau nữa. Em đừng có mặc quá đáng như vậy chứ. Anh đã nói gì đâu mà em phải tỏ thái độ. Thử hỏi là có đúng không? Bây giờ em thử nhìn lại mình mà xem thành ra thế nào rồi. Anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi em có thể viết được ra những câu đấy. Anh không tự hỏi mình là vì sao à? Tất cả là tại anh. Chỉ có một người đàn ông độc ác thì mới khiến phụ nữ thể hiện sự xấu xa của mình. Em đừng nói linh tinh. Anh có làm gì đâu. Tôi chẳng nói cái gì linh tinh cả. Lúc đầu lấy anh, tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một người vợ dịu dàng, một cô con dâu được mẹ chồng yêu quý. Nhưng mọi chuyện đã không như tôi tưởng tượng. Cũng chỉ vì tôi quá yêu anh cho nên tôi mới cố chịu đựng tất cả. Nhưng bây giờ tôi không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Thôi mà em. Buông ra. Thôi anh xin lỗi mà. Em đừng khóc nữa. Em chửi rủa gì anh cũng được. Nhưng mà anh xin em đấy. Đừng bỏ anh nhá. Về nhà với anh đi. Em. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như thế rồi. Làm sao mà có thể chung sống với nhau trong một gia đình thoải mái được cơ chứ? Hôm qua anh cũng đã thức cả đêm. Anh muốn em về xin lỗi mẹ. Anh vẫn thế. Anh không thay đổi cái gì à? Chỉ cần xin lỗi mẹ là xong mà. Rồi sau đó anh sẽ nói với bố mẹ về chuyện mình ra ở riêng. Anh vừa nói gì? Chúng ta sẽ ra ở riêng. Chẳng phải em muốn như thế sao? Anh đừng lừa em nhá. Anh cho em ra ở riêng đi. Anh muốn em làm gì em cũng làm. Ở đâu cũng được. Ở tổ chim cũng được à? Tổ chim cũng được. Xem nào. À, đau quá. Cho chừa đi. Nào. Ồ. Em xin lỗi. Con nói cái gì? Cái Vân nó ra điều kiện cho con như vậy phải không? Tưởng nó biết lỗi, nó phải về đây nó xin lỗi chứ. Ai ngờ nó lại mưu mô như thế. Kìa mẹ, đây hoàn toàn là quyết định của con ạ. Nếu nó không kích động thì liệu con có dám không?
Con bảo nó nhá, nó về đây, nó nói thẳng vào mặt mẹ đây này. Vân nói hay là con nói khác gì nhau đâu ạ. Để tôi nói chuyện với bố mẹ nó, xem ông bà ấy có chấp nhận được chuyện này không. Kìa mẹ, chuyện của nhà mình mẹ đem kể cho bố mẹ Vân để làm gì? Con không nói chuyện với mẹ nữa. Ok. Đã quyết thì phải làm đến cùng chứ. Mẹ mới nói thế mà anh đã nhụt chí rồi. Thì mẹ nói muốn gặp bố mẹ em, anh biết phải làm sao. Em sắp 30 tuổi rồi, chứ có phải là 3 cái tuổi danh nữa đâu mà phải mời phụ huynh đến để phản ánh. Em đừng có nóng giận, hỏng hết cả việc đấy. Vấn đề bây giờ ấy, là phải giải thích từ từ cho mẹ hiểu, rồi tìm một lý do thật là thuyết phục để nói với mẹ về việc ra ở riêng chứ. Biết đến bao giờ mẹ mới đồng ý. Kệ, em cứ đi tìm nhà rồi dọn ra ở riêng. Anh mà không thích cứ ở nhà với mẹ. Em nói thế khác gì bỏ nhau à? Nếu không ra ở riêng thì sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi. Nhà có cây hoa ấy. Hoa đấy. 138. Không phải, 140 cơ. 140. Kia. Kia. Ui, rộng phết đấy Vân ạ. Lại còn có cả vườn trồng rau nữa chứ. Ở nhà này được đấy Vân ạ. Thoáng nhở? Mà này, tự dưng thay đổi 180 độ, nhà đấy đồng ý cho mày ra ở riêng rồi à? Chưa đồng ý, nhưng mà kệ, cùng lắm thì ly hôn. Mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Cũng phải, con run xéo lắm cũng quằn, mà huống chi tao có phải là run đâu. Hả? Ôi, cười cái gì? Chố mắt nhìn người ta coi như là vừa mới gặp lần đầu ấy. Tại vì là tao không nghĩ là có lúc mày cũng cứng rắn phết đấy. Chính mày đã khuyên tao phải quyết liệt lên còn gì nữa. Ừ, thì lúc mà tao khuyên mày, mục đích của tao cũng chỉ là để dọa cho nhà đấy một phen thôi. Ai ngờ bà cũng ấp ủ nung nấu ý định này phết. Bước đường cùng tao mới phải làm như thế này. Chứ tao nói thật, nếu như lão Thanh vẫn không thuyết phục được mẹ cho ra ở riêng cùng với tao thì thôi, tao cũng đành chấp nhận, coi như là đã hết duyên. Chứ tao cũng chả biết làm thế nào nữa. Điên. Không cần phải nghĩ gì nhiều, mẹ nào mà chả thương con. Bây giờ ông Thanh quyết định ra ở riêng, đương nhiên là bà ấy phải bực mình rồi. Nhưng mà ít thời gian nữa sẽ hết thôi. Thôi không nói chuyện này nữa đi. Đi vào đây. Nhà này rất rộng, đủ đồ, nhưng mà lại cho thuê giá rẻ. Không biết là có vấn đề gì không nhỉ? Vấn đề gì? Tôi gọi điện cho bà ấy đến, mình vào xem, ok thì thuê, không thì lại chuyển ra chỗ khác. Tao suy nghĩ kỹ rồi Trang ạ. Chỉ cần được ra ở riêng thì dù nhà có chật có xấu gì thì tao cũng chấp nhận được hết. Miễn là không phải quay trở lại cái nhà kia. Có chuyện gì để tới nói cũng được chứ sao. Mà đang giờ làm, bắt về ngay là thế nào? Việc thiên hạ thì anh giỏi tư vấn lắm. Còn việc nhà, anh chẳng mó tay động chân vào. Việc lần này em giao cho anh đấy. Ok, có cái việc gì mà em cứ nói sơi sơi dây sơi, anh chẳng hiểu cái gì cả. Anh ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống. Nào, chuyện gì? Con Vân ý, nó đang bắt thằng Thanh phải ra ở riêng. Đấy, anh xem thế nào anh giải quyết đi. Không thể có chuyện như thế được. Anh đã nói chuyện với con rồi, các con phải suy nghĩ việc này một cách rất nghiêm túc. Không phải các con cứ thích là các con ra ở riêng được. Em đã định gọi điện nói chuyện với bố mẹ cái Vân, nhưng em nghĩ việc này để anh giải quyết cho nó khách quan.
Với lại nói chuyện qua điện thoại không tiện, cho nên ngay bây giờ vợ chồng mình về quê cái Vân gặp ông bà ấy để nói chuyện. Thôi em ơi, chuyện này là chuyện riêng của gia đình ta nhá, không dính dáng gì đến họ nhá. Nhưng mà mình không nói được, mình không dạy được thì phải để ông bà dạy chứ. Ôi trời, mình đã cưới hỏi con nhà người ta, nó có gì không hay không phải thì mình phải dạy dỗ chỉ bảo cho nó. Mấy cái việc này ấy, anh không làm đâu. Em có giỏi thì một mình em làm nhá. Này, anh mà không đi nhá, cuối tuần em bắt thằng Thanh chở em đi, kiểu gì cũng phải nói chuyện. Cái đó là tùy em. Anh định ở nhà luôn đấy à? Em nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi hả? Anh lên cơ quan để rồi anh lại quay về nhà luôn à? Sao người ta đang ở lại bỏ đi à chị? Đêm hôm còn kéo nhau về ăn nhậu cứ ầm ĩ hết cả lên, hàng xóm họ phản ánh nhiều quá nên là thôi. Phí thế, nhà rộng rãi thoáng mát như thế này cơ mà. Bọn em là em ưng lắm rồi đấy. Thế nhưng mà hay là chị bớt đi cho em một tí. Các cô cứ đi hỏi hết mà xem, không ai người ta cho thuê rẻ như nhà tôi đâu. Đồ đạc thì sẵn có, chỉ việc vác quần áo đến là ở. Nếu mà không vì giải vía, tôi cũng không cho thuê giá này đâu. Thế nào? Ừ. Bọn em đến ở sẽ sửa sang lại một tí, với cả sắm thêm ít đồ ạ. Tùy thôi, miễn không đập phá là được. Vâng. À, thế bây giờ chị cho bọn em đặt cọc trước, xong mấy hôm nữa ký hợp đồng rồi bọn em thanh toán nốt ạ? Không cần phải đặt cọc, nếu các cô nhiệt tình thuê, mai đến ký hợp đồng rồi nộp tiền nhà 3 tháng liền, như thế cho nó nhanh gọn. Ôi dồi ôi, chị tuyệt vời thật đấy. Này, có bà chủ nhà như thế này là hết sẩy ấy nhá. Mà hai cô ở với nhau hả? Dạ không, vợ chồng bạn em ra ở riêng ạ. À, tôi hiểu rồi. Mâu thuẫn với mẹ chồng, xin ra ở riêng đúng không? Thế thì yên tâm, thuê nhà tôi là chuẩn rồi. Khi nào muốn quay về thì tôi cứ tính ngày, tôi trừ tiền nhà cho. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Mà tôi nói thật nhá, đã đi thì đi hẳn, chứ có quay về cũng không khá hơn được đâu. Đấy, thấy chưa? Chị nói là chuẩn rồi đấy. Bác này, cái cuộc họp tổ dân phố hôm nay ấy mà, mừng nhất ý là tổ quyết định dẹp cái quán nước ở đầu hồ. Ôi dồi ôi, cái quán đấy mà tập trung toàn thành phần bất hảo thôi. Chỉ rình xem là nhà nào hở ra là ăn cắp ăn trộm ấy. Khu mình dạo này cũng bắt đầu có hiện tượng trộm cắp. Không khéo, toàn từ đấy mà ra ấy. Chứ còn gì nữa. Em để ý nhá, mấy cái thằng tóc xanh tóc đỏ ấy, nó cứ ngồi rình mấy nhà mình ấy. Tôi phải về tôi bảo ông nó nhà tôi mới được. Nhất quyết không cho hai đứa ra ở riêng. Nhà mình thì rộng rãi, lại ít người. Rồi có bữa nó vào á, nó khuân cả nhà đi ấy. Thì con bác đòi ra ở riêng thật đấy à? Ôi trời ơi, cô ơi, chắc là ý của nàng dâu cả. Chứ còn thằng Thanh nhà tôi từ xưa đến nay là đứa hiếu thảo, có bao giờ mà nó nghĩ ra được cái trò như thế. Ôi trời, theo em nhá, bác cứ cho ra ở riêng. Một thời gian mà biết thân biết phận lại cùn cút quay về. Không ạ, cấm. Này, mấy lần em định nói nhưng mà ngại nên là thôi đấy. Con dâu nhà bác ấy mà, ở đây mãi rồi, chả có bầu gì cả. Cho nó ra ngoài ở thay đổi phong thủy, khéo có khi lại có con đấy chứ. Lúc đấy nhá, rồi á, chả có ai trông con, lại chẳng quay về à? Có phải là một công đôi ba việc không? Cô ơi, cầu điếc á, tôi nói cho cô nghe, có lên giời vẫn điếc. Này, nói là phong thủy thôi, chứ thực ra là thay đổi cái môi trường sống. Nó ra ngoài nó ở thoải mái hơn, rồi mọi chuyện tự khắc nó sẽ suôn sẻ mà. Bác cứ thử mà xem, có khi lại vừa có cháu, lại vừa đỡ mang tiếng là khó khăn với con dâu ấy nhỉ. Cô nói cũng có lý đấy. Thôi được rồi, để tôi về tôi bàn lại với ông nó nhà tôi. Vâng, em về nhá. Cô về nhá. Thank you.
đi, đừng có để quên cái gì của em ấy nhá. Ừ. Không biết còn thiếu cái gì không nhỉ? Ê, từ từ, còn cái này nữa anh ạ. Mẹ à, con đây. Đây. Ôi, thôi mọi người cứ đi hát đi. Em phải đi ăn cái đã, em đói quá rồi. Vâng. Alo, đến chưa? Tôi đang ngoài đây. Ui, xin lỗi. Là cậu à? Mời anh chị ạ. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Nào, cùng ly, mừng ngày tái ngộ. Xin mời, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Không ngờ là mình lại có dịp gặp lại nhau như thế này. Mình cũng rất bất ngờ. Vân dùng đi. Vân vẫn thích ăn đồ chín như xưa đúng không? Xin lỗi, mình đói quá, mình ăn trước nhé. Vân vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Không bầu bề, chân thật và rất đáng yêu. Còn Cường thì đã thay đổi nhiều rồi. Thay đổi á? Thay đổi thế nào? Thì chín chắn, trưởng thành hơn. Tớ lại thấy mình già đi, thích nhớ lại những chuyện cũ. Nhớ lại thời mình còn đi học. Nhớ lại thời chúng mình vui vẻ bên nhau. Lúc nãy thấy Cường nói là đang vội đi đâu đúng không? Nếu mà bận thì cứ đi trước đi. Vân ăn xong còn hẹn với hội cùng phòng nữa cơ. Vân này, Cường muốn hỏi điều này. Nếu có gì không phải, xin Vân đừng giận. Vân có hạnh phúc không? Lần trước gọi điện thoại cho Vân, nghe giọng điệu của Vân, mình đã rất lo lắng, muốn đi tìm Vân. Nhưng mà khi ấy công ty vừa mới mở, nhiều việc quá. Vân nói đi, Vân sống thế nào? Sao tự nhiên Cường lại về đây? Có công việc gì à? Hay là còn hẹn gặp ai khác? Vân đừng chuyển chủ đề. Câu hỏi đó khó trả lời thế à? Thì lúc mà Cường gọi điện, Vân đã chẳng nói hết qua điện thoại rồi còn gì. Cuộc sống của Vân tốt, rất tốt. Vân nói dối. Ánh mắt, biểu cảm của Vân nói rằng Vân sống không thoải mái. Vì sao? Vì ý ta không tốt à? Không, Vân đã nói rồi mà, rất tốt. Thế còn gia đình anh ta đối xử với Vân thế nào? Cũng bình thường. Mình hiểu rồi. Thôi muộn rồi, mình phải đi trước đây. Cảm ơn Cường nhé. Vân, Vân, tại sao Vân lập gia đình? Tại sao Vân không chờ tôi? Tôi đã luôn hy vọng chúng ta sống bên nhau. Chờ Cường à? Cường có nói rằng tôi phải chờ Cường sao? Giữa chúng ta đã khi nào có ước hẹn thế? Tôi nghĩ rằng Vân luôn hiểu trái tim tôi. Không, tôi không tin vào thứ tình cảm mà không đi kèm với lời hứa. Sở dĩ hồi đó tôi không tỏ tình với Vân, bởi vì chúng ta còn trẻ, tôi không thể hứa hẹn điều gì với Vân. Tôi muốn khi đến bên Vân phải đem cho Vân những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ thì tôi đã có tất cả. Tôi có nhà, có xe, có sự nghiệp. Tôi đủ điều kiện để tỏ tình với Vân. Vậy mà Vân đã
Tại sao anh lại ngốc nghếch như thế nhỉ? Cả hai người cùng cố gắng phấn đấu để có sự nghiệp, có nhà, có xe, có tất cả. Như vậy không phải là tốt hơn sao? Thì còn cơ hội không? Tôi nghiêm túc đấy. Nếu Vân cảm thấy mình không hạnh phúc bên anh ta thì hãy rời xa anh ta. Chúng ta làm lại từ đầu. Vân, tôi yêu Vân. Giá như ngày đó anh nói với tôi những điều này thì có lẽ là tôi sẽ vui lắm. Có những thứ một khi đã để lỡ thì không bao giờ có thể lấy lại được nữa. Đẹp lắm rồi, không phải ngắm đâu. Ngắm thêm tí nữa, gương nó mòn ra đấy. Ôi, này, vào đây. Gì đấy? Tại sao hôm qua không đến? Em biết không, cả nhà mình đi hát karaoke vui ơi là vui luôn. Em biết rồi, em xem Facebook của mọi người rồi mà. Hôm qua em đi được nửa đường thì đau bụng quá, về nhà nằm cả đêm ngủ đâu. Bà làm anh Long giận, sáng nay đến dọn hết đồ đi rồi kia kìa. Thế á? Giận cái gì? Thằng Long nó bảo với chị là may hôm qua em Vân không đến, chứ không có thì hôm nay lưu luyến chả đi được. Rồi. Gọi ai à? Em gọi cho cái lão Thanh ấy. Theo lịch là hôm nay về rồi, thế mà từ sáng đến giờ gọi không nghe máy, bây giờ tắt luôn. Chắc là đang ở trên máy bay. Cứ bình tĩnh, tối nay về chuẩn bị tinh thần mà chiều chồng đi. Con đây mẹ. Vâng. Thế mẹ liên lạc được với anh ấy từ lúc nào đấy ạ? Ngồi kín thế. Này, tẩm bổ cho con nuôi tôi đây. Ôi, gì đấy? Ê, ngon thế. Chưa rửa đâu đấy. Lau cũng được. Mày sướng nhá. Hôm nay không phải ăn canh dưa thừa nữa rồi. Thì con trai về phải chiêu đãi sơn hào hải vị chứ. Tao nghĩ là không có vấn đề gì đâu. Ông Thanh chắc là muốn mày bất ngờ ấy mà. À, tối nay đừng có mà sập giường ấy á. Còn điên. Thật ra tối hôm qua tao đi gặp Cường đấy. Cái gì? Tự nhiên về lòng lại có chút so sánh mày ạ. Vẫn biết rằng mình đã có chồng rồi, nhưng mà không hiểu sao. Này, đừng có nói với tao là mày bị say nắng đấy nhá. Tao là tao không cổ suý cho việc đấy đâu. Dù có thế nào đi chăng nữa ấy, vẫn phải giữ trọn vẹn gia đình mình, nhớ chưa? Người ta bảo một năm đầu của cuộc hôn nhân bao giờ cũng xảy ra khủng hoảng. Tao vẫn yêu chồng mình và vẫn đủ tự trọng vì tao chưa làm điều gì sai cả. Nhưng mà mày thấy là trong mình vẫn có vấn đề gì khó lý giải đúng không? À, tao biết rồi, bệnh xa chồng lâu ngày đấy mà. Tối nay ông Thanh về giải tỏa, thế là mai hết lung lay ngay. À, việc cần thiết nhất của mày bây giờ là đi gội đầu thư giãn.
mua một cái váy ngủ sexy một tí, chỉ việc ở nhà chờ ông Thanh về, thế là chuẩn nhất đấy. Anh về lâu chưa? Mẹ đã nói gì với anh? Tại sao cô dám làm chuyện này? Anh nghe em hay là nghe mẹ? Cô nhìn lại bản thân mình đi. Cô còn đủ tư cách để nói chuyện à? Tại sao cô dám sỉ nhục bản thân và chồng như thế? Anh thôi đi. Anh chưa nghe em nói đã chỉ vội vàng tin lời của mẹ. Con người của anh đúng là chẳng bao giờ có thể thay đổi được. Chó nào tặng hoa cho cô? Cô giỏi lắm. Dám lợi dụng lúc chồng đi vắng, ở nhà hẹn hò với một thằng đàn ông khác. Giờ trò quyến luyến rồi khóc lóc. Ai? Có phải thằng hôm trước gọi điện cho cô không? Anh nghe ai nói như thế? Ai bịa đặt ra như thế à? Anh nghe gì thì cũng phải biết nghĩ chứ. Loại đàn ông như anh đúng là hèn hạ. Cô đi đâu? Buông ra! Đừng có mà động vào người tôi! Cô đi gặp thằng chó đấy à? Hả? Tôi nói cho cô biết nhá, tôi đang là chồng của cô. Tôi muốn làm gì thì tôi làm, nghe chưa? Buông ra! Ôi dồi ôi! Cái gì đấy? Sao con lại đánh vợ hả? Mẹ nói với con chuyện đó là để con hỏi chuyện vợ, nói cho rõ ngọn ngành. Tại sao con lại đánh vợ như thế hả? Thì ra là bà, chính bà đã bịa ra chuyện này à? Con nghe mẹ nói đây này. Mẹ không phải nói. Hôm nay ba mặt một lời, tôi cho cô quyền giải thích đấy. Tôi không có gì để nói với mẹ con anh cả. Bởi vì dù có nói thì mẹ con anh cũng không tin cơ mà. Đúng là chị không được hốt như thế. Nếu không có gì ấy, thế cô đi gặp thằng chó đấy để làm cái gì? Anh hỏi mẹ anh ấy, anh tin mẹ anh như thế sao anh không hỏi mẹ anh ấy? Anh tin mẹ anh như thế sao anh không ở với bà ấy? Anh còn cưới tôi về làm cái gì? Ôi con! Không, không, con đừng làm thế. Bây giờ cô muốn thế nào? Tôi muốn thế nào à? Cuộc sống này với tôi như thế là quá đủ rồi, quá sức chịu đựng rồi. Ly hôn đi! Ok à? Vân! Vân! Con đuổi theo nó ngay! Đuổi theo nó ngay! Mẹ thỏa mãn chưa? Rồi, ơi là rồi! Nó chạy ra đường hàng xóm đang giềng người ta bôi do chất chấu vào mặt mẹ ý! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Khi nghe mẹ thì con phải nghe cho rõ ngọn ngành, rồi con về con nói cho rõ đầu đuôi! Tại sao con lại đánh vợ như thế hả? Thôi đi! Vì con nghe vợ quá, chiều vợ quá, tin vợ một cách quá mức, cho nên nó đến cơ sở như thế này đấy.
Cô nhìn lại bản thân mình đi, cô còn đủ tư cách để nói chuyện à? Tại sao cô dám sỉ nhục bản thân và chồng như thế? Cơm. Bà cô ở dưới quê lên chơi. Tao cũng muốn trốn, nhưng mà nếu như thế thì mang tiếng quá. Ở nhà với chồng đi, đừng để mẹ chồng buồn. Con trai bà ấy vừa mới về đã kéo ra ngoài rồi. Không được đâu ấy nhá. Thôi, vui vẻ đi. Mai nhớ kể tỉ mỉ cho tao đấy. Tao biết rồi. Ăn đi. Rồi nó sẽ phải quay về thôi. Lần nào cãi nhau với chồng cũng bỏ ra ngoài. Thói đâu có cái kiểu con dâu như thế. Để mẹ gọi điện cho bố mẹ nó, xem ông bà có dạy bảo được nó không. Mẹ đừng làm mọi chuyện rối tung lên có được không? Hóa ra bây giờ anh lại đổ lỗi cho mẹ đấy hả? Để đến lúc vợ anh nó cắm sừng cho ấy thì nhục. Mẹ thôi đi. Em chào chị ạ. Cho chị một phòng. Chị muốn nghỉ theo giờ hay là nghỉ qua đêm ạ? Qua đêm đi. Chị ơi, chị cho em xin chứng minh thư được không ạ? Okay. Em gửi chị chìa khóa. Cảm ơn. Chị ơi, nếu có chuyện gì, chị gọi điện xuống Lễ Tân cho em ngay nhá. Cậu cứ yên tâm đi, tôi vẫn còn yêu đời lắm. Ha 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 ha